cho Thánh độ mấy cài xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ các bạn anh tài xế mập mình dây. Anh tài xế mập mình xế khu đất này 6 công các bạn. Xế này xế tới 2 mà nó lúng lắm nha. Mời các bạn xem lúng nha. Trời ô lúc kìa tấu. Wow. Ghê vậy. Đồ, mở giả can. Trời, nó nghiêng kìa bạn, con nó nghiêng kìa, thấy ham luôn. Con nó nghiêng lúng kìa, nghiêng kìa. Ôi, tiền ghê hả? Lúng ghê các bạn, nửa bánh không ạ? Máy này đi bánh hơi mà cà bánh bư các bạn, cặp bánh cư bánh bư, cà bánh bư chứ không cà bánh lọc nha. Đèn ba cháy bùi chát luôn. Ghê hả? Sập lỗ bà ơi, sập lỗ rồi vậy.
ừ ừ ừ